căn nhà ngày hôm nay sẽ có 3 phòng ngủ và 2 không gian nhà vệ sinh nha quý anh chị. Có một cái sân trước để cho anh chị mình đổ một chiếc ô tô vào thoải mái luôn. Đó, với cái diện tích rất là rộng luôn, ngang 8 m chạy sâu vào tận 16 m nha. Ở đây thì có một cái mảnh sân vườn nhỏ nhỏ xinh xinh cho anh chị mình, cực kỳ là chill luôn. Thêm một cái view kênh nữa nha anh chị. Anh chị nào mà đang có thích đi đam mê câu cá thì về đây thì khỏi cần đi xa nữa rồi. Ở đây chụp hình câu, ở đây câu cá luôn nha anh chị. Đó, ở đây thì sẽ là một cái sân bên hông cực kỳ là chiêu. Ở trên sẽ có một cái sân thượng cho anh chị mình nữa nha anh chị. Ở trên rất là mát luôn. Hãy cùng em tham quan từ từ với cái mẫu nhà ngày hôm nay nha. Mẫu nhà ngày hôm nay là hướng Tây, pháp lý sổ hồng riêng, với diện tích là ngang 8, dài 16, xây dựng một trệt một lầu, 3 phòng ngủ và 2 không gian nhà vệ sinh. Có một cái sân thượng cho anh chị mình cực kỳ là chiêu luôn. Và cái mức giá bán tổng anh chị chỉ đúng 1.750.000 thôi, còn được thương lượng trực tiếp nhà chính chủ nha. Đường xá thì rộng rồi. Ở đây thì quý anh chị mình đi thẳng ra tầm khoảng 200m thôi là đụng đường 835C. Hả, đi ra di chuyển ra chợ Gò Đen đâu đó tầm khoảng 3 phút đến 5 phút thôi. Hồi nãy em có định vị thử anh chị là từ vị trí căn nhà của mình luôn, di chuyển ra tới chợ Gò Đen ngay quốc lộ 1A chỉ đúng 3 km thôi. Đó, rất là gần, rất là thuận tiện cho anh chị mình. Mình di chuyển về các quận huyện thì như Bình Tân, Tân Bình, quận 6, Bến Xe miền Tây đâu đó thì mình đi chắc khoảng hơn 30 phút thôi. Đó, với cái vị trí căn nhà ngày hôm nay rất là tuyệt vời. Ở đây thì anh chị mình đi trong vòng bán kính khoảng 1 km thôi là bắt gặp đầy đủ tiện ích hết luôn. Và trước khi vào trong căn nhà thì bên đơn vị em cũng đã xây hàng rào kiên cố cho anh chị mình. Có một lớp cửa kéo ở đây nè quý anh chị, giúp tiết kiệm không gian cho anh chị mình, bằng sắt sơn tĩnh điện nha. Và di chuyển vào đây thì là một cái phảnh sân trước thì bên em cũng lót gạch là chống trơn trượt cho anh chị mình. Đó, ở đây thì sân rất rộng, nếu mà anh chị mình có chiếc ô tô 4 chỗ thì mình đậu vào trong sân thoải mái thôi. Ở đây thì trồng sẵn cho anh chị mình cây xoài, cây ổi và thêm một cây mãng cầu nữa, đủ loại hết là anh chị. Anh chị mình về mình có trồng thêm thì mình thích thì mình cứ trồng thêm thôi. Thêm một cái view kênh nữa, quá là thật mát mẻ luôn. Với cái mẫu nhà ngày hôm nay anh chị mình có muốn đi xem thì em sẽ hẹn quý anh chị mình ngay chợ Gò Đen trên trục đường quốc lộ 1A nha quý anh chị. Đó, ở đây thì ra ngoài đó đúng luôn là 3 km thôi. Đó, nên anh chị mình đi vào đây khoảng 5 phút thôi nha anh chị. Và di chuyển vào bên trong nữa để cho anh chị mình là một lớp cửa sắt sơn tĩnh điện với kính là kính cường lực 4 cánh. Ở đây thì bên em cũng có đổ băng công ra nữa nha anh chị. Căn này thì bên đơn vị chủ nhà sẽ tặng lại toàn bộ nội thất cho anh chị mình luôn, một bộ salon cao cấp ngay không gian phòng khách nè. Ở đây thì sẽ có một cái bàn tranh cho anh chị mình, dán tranh 3D cũng rất là đẹp luôn. Đối diện salon sẽ là một cái kệ tivi và hệ tủ trực hợp cho anh chị mình. Về anh chị mình mua tivi mình đặt vào và mình có thể trang trí thêm. Gạch anh chị thì bên đơn vị em lót gạch là gạch âm luôn. Đó, về nó sẽ không bị bám bụi nha. Ở đây thì có một cái vách ngăn không gian bếp và không gian phòng khách ra. Đó, thì đối với phong thủy cũng rất là tốt nha anh chị. Ở đây thì đặt cho anh chị mình. Di chuyển xuống đây nữa sẽ cho anh chị mình một bộ bàn ăn 6 ghế cao cấp, có lắp đặt hệ thống tủ bếp trên và hệ thống tủ bếp dưới mặt đá hoa cương. Ở đây thì có kệ inox nè, cửa tráng đây úp lên đây cũng rất là thuận tiện luôn. Ở đây trang trí cho chị mình những cái hệ thống bóng đèn chiếu sáng rất là đẹp luôn. Ở đây dưới chân cầu thang vẫn có hệ tủ trực hợp cho anh chị mình nữa nha. Căn này sẽ có cửa hậu nha quý anh chị, vì nó có diện tích ngang tận 8 mét, dài sâu tới 16 lần nha. Căn nhà cực kỳ là rộng và mát mẻ luôn. Đây, cửa hậu đây thì sẽ tặng vào cho anh chị mình một bộ bàn ghế đá ở khu vực đây. Đó, một bộ bàn ghế đá ở đây. Ở đây thì mình nói thông ra sân trước rồi, rất là tuyệt vời. Căn nhà của mình là sẽ có thêm một cái phòng ngủ ở dưới tầng trệt nữa nha. Căn này thì anh chị mình có thành viên đông thì về ở sinh sống rất là thoải mái luôn. Thật ra anh chị mình cũng có thể mua căn này về mình nghỉ dưỡng nhân dịp cuối tuần nha chị. Đây là một cái phòng ngủ ở dưới tầng trệt cho gia đình mình. Trần thì cũng rất là cao nha. Đó, cửa của mình là cửa nhôm sofa với kính là kính cường lực. Kế bên đây sẽ là không gian nhà vệ sinh. Không gian nhà vệ sinh thì cũng rất là rộng luôn anh chị ơi. Gạch men cũng ốp tận lên cao, vòng cầu, vòng rửa mặt đầy đủ hết rồi. Gương của mình thì sẽ có một cái bóng đèn chiếu sáng nữa nha anh chị, rất là tuyệt vời. Một cái căn nhà ngang 8 dài tận 16, pháp lý sổ hồng riêng, mình đi công chứng sang tên trong ngày và bán với mức giá tổng luôn chỉ đúng 1.750.000. 1.750.000 đó là còn được thương lượng trực tiếp ngay chủ nha chị. Anh chị mình xuống đây xem nhà sẽ, nếu mà anh chị mình quyết định mua rồi sẽ được thương lượng ngay chủ luôn và sẽ có một cái mức giá tốt nhất cho anh chị mình. Và bên em Kim Trang làm việc là luôn lúc nào cũng cam kết với anh chị mình là đúng nhà, đúng giá, đúng vị trí nha. Vậy căn này báo giá tổng diện tích sổ sách là nói rõ ràng trên video luôn, nên quý anh chị cứ an tâm khi đi xem nhà bên em nha. Và giờ thì cùng em di chuyển lên trên để mình tham quan không gian tầng trên nha. Trên cầu thang đi lên thì có trang trí anh chị mình những cái cây xanh nhìn cũng khá là dễ thương. Anh chị mình có để ý không, ở trên đây thì cũng ốp gạch luôn, ốp gạch âm luôn nha anh chị, hết không gian tầng trên cho gia đình mình luôn, nên rất là sạch sẽ. Trần thì cũng rất là cao nha quý anh chị. Di chuyển qua đây là cái phòng đầu tiên
ở cuối dãy nhà cho anh chị mình đó. Phòng này cũng khá là rộng nha anh chị. Phòng này thì sẽ có không gian nhà vệ sinh trong, em cũng thiết kế cho anh chị mình là một cái tấm kính cường lực ngăn ra nha. Ở đây thì có hệ thống cửa sổ cho anh chị mình. Trên đây thì sẽ có hai phòng ngủ và một cái ban công sân thượng cho anh chị mình cực kỳ là mát luôn. Ngay chân cầu thang đi lên là sẽ ra cái sân thượng phía ngoài. Ở ra đây thì rất là mát luôn anh chị ơi. Ở đây thì dân cư ở rất là đông rồi nên anh chị mình ra đây không sợ vắng buồn nha. Ở đây là cực kỳ là chill và mát luôn. Đừng nên bỏ qua cái mẫu nhà ngày hôm nay nha anh chị. Một cái diện tích rộng rãi mà thiết kế cho anh chị mình một cái ban công sân thượng này là quá là mát mẻ luôn rồi. Di chuyển cùng em qua đây để mình tham quan phòng thứ hai. Wow, phòng này khá là rộng luôn. Phòng này là phòng rộng nhất nha anh chị. Phòng rộng hơn 2 phòng đồng. Đó, phòng rất là rộng luôn. Gạch thì ốp tặng là 1m4 cho anh chị mình. Trần thì rất là cao. Ở đây thì có hệ thống cửa sổ và có một cái ban công nhỏ nhỏ xinh xinh cho anh chị mình. Anh chị mình có thể ra đây quan sát. Ở đây thì dân cư ở rất là đông nha anh chị. Anh chị mình có thể ra quan sát sơ. Ở căn nhà của mình di chuyển ra đường 835C phải 200m thôi. Và cách với chợ Rò Đen trên trục đường quốc lộ 1A thì đâu đúng 3km thôi nha anh chị. Nếu mà anh chị mình có đi xem nhà thì em sẽ hẹn quý anh chị mình ngay chợ Rò Đen, em sẽ ra đón quý anh chị mình. Và giờ mà quý anh chị mình di chuyển về tầng dưới em sẽ nói giá và vị trí một lần. Và nãy giờ anh chị mình cũng đã được bên đơn vị em quay sơ cái đường đi và không gian trong căn nhà rồi. Em cũng xin được nhắc lại với diện tích ngôi nhà ngày hôm nay là ngang 8m chạy sâu vào tặng tới 16m xây dựng một trệt một lầu, 3 phòng ngủ và 2 không gian nhà vệ sinh, tặng full nội thất cho anh chị mình, có một cái ban công sân thượng cực kỳ là mát mẻ và thông thoáng luôn, có thêm một cái sân trước rộng rãi to đùng để anh chị mình đổ ô tô nữa nha anh chị, thêm một cái view kênh nữa là quá tuyệt vời luôn, rất là mát và thông thoáng luôn. Ở đây thì một cái không khí rất là trong lành luôn nha anh chị. Anh chị nào là đang tìm cho mình một cái căn nhà pháp lý sổ hồng riêng mà rộng rãi á, mà bán với mức giá chỉ có 1.750.000 á, thì anh chị mình liên hệ ngay cho em qua số em có để trên màn hình nha, hoặc là kết bạn Zalo với em sẽ gửi thêm thông tin vị trí cho anh chị mình tham khảo nha. Căn này là pháp lý sổ hồng riêng, nếu mà anh chị mình tài chính không đủ thì có khoảng 800 đến 1 tỷ thôi thì anh chị mình cũng có thể sở hữu ngay luôn. Phần còn lại thì mình có thể nhờ ngân hàng hỗ trợ cho mình vay nha anh chị. Và xem đến đây rồi, nếu mà anh chị nào quan tâm thì cứ nhấc máy lên gọi ngay cho em qua số em có để trên màn hình nha. Và giờ thì em cũng xin kết thúc video tại đây.